Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: 8 loại rau củ quả chứa ít purin tốt cho người bị bệnh gút nên bổ sung mỗi ngày. Nếu các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang ha. Phần đầu tiên, tại sao nên chọn những thực phẩm chứa ít purin? Đây là một trong những cái câu hỏi quan tâm của rất nhiều người khi gặp vấn đề về gút. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm câu trả lời với Trang ha. Thì chế độ ăn ít purin là kế hoạch bữa ăn được dựa vào những cái thực phẩm có hàm lượng purin thấp. Purin là một chất có trong thực phẩm và được cơ thể sản xuất một cách tự nhiên. Purin được cơ thể phân hủy và chuyển thành axit uric. Tới đây thì mọi người cũng hơi hiểu được rồi đúng không ạ? Thì thận thường lọc axit uric và bài tiết ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Tuy nhiên, ở những người bị bệnh gút đó, đôi khi có sự tích tụ của axit uric trong máu nè. Và sự tích tụ axit uric này có thể gây sưng và đau, tạo nên những cái cơn gút cấp đó mọi người. Thì chế độ ăn ít purin có thể là giúp cho chúng ta giảm bớt được những cái cơn đau do gút gây nên. Cho nên đây là câu trả lời cho mọi người khi gặp vấn đề về gút. Bị gút đó thì chúng ta sẽ hạn chế những cái thực phẩm có chứa quá nhiều purin ha. Phần thứ hai, 8 rau củ chứa ít purin tốt cho người bị bệnh gút. Thì chúng ta có thể điểm danh sơ lược cùng với Trang nha. Đầu tiên, khoai tây. Thì khoai tây nó rất giàu chất khoáng, đặc biệt là kali, có thể kết hợp với bicarbonate trong máu tạo thành muối kali bicarbonate và nó làm tăng cái độ pH trong cái nước tiểu lên, tạo điều kiện để hòa tan axit uric dễ đào thải ra bên ngoài. Khoai tây còn có chứa nhiều chất xơ giúp ức chế cái quá trình tiêu hóa nè, giúp ức chế sự hấp thụ purin và góp phần vào làm giảm cái nồng độ axit uric trong huyết thanh. Thứ hai, củ cải trắng. Thì với 95% trọng lượng là nước từ củ cải trắng, nó sẽ tăng cường cái lưu lượng chất lỏng chảy qua thận nè, hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric. Củ cải trắng cũng cung cấp nhiều kali giúp cho chúng ta đạt trung hòa cái hàm lượng axit uric dư thừa trong máu. Thứ ba, chúng ta có thể kể đến đó chính là rau cần tây. Thì rau cần tây có chứa nhiều luteolin thì có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, giảm các triệu chứng đau nhức, sưng đỏ, nóng tại các khớp ở những bệnh nhân bị gút. Luteolin có khả năng ức chế xanthin oxidase, enzyme tham gia tổng hợp axit uric. Thì khi mà chúng ta ăn rau cần tây đó, nó có thể hỗ trợ kiểm soát cái nồng độ axit uric trong máu, hạn chế nguy cơ bộc phát của bệnh gút. Thứ tư, dưa leo. Thì trong mỗi 100g dưa leo có chứa khoảng 7,3mg purin. Trong khi cái hàm lượng purin tối đa mà bị bệnh gút có thể tiêu thụ một ngày là 400mg. Uống nước ép dưa leo với một ít nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng đó, nó sẽ giúp cho bạn kiềm hóa nước tiểu nè, tăng đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Thứ năm, cà chua. 100g cà chua thì có 16mg vitamin C, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, hỗ trợ giảm cân, giảm viêm, giảm sưng đau tại các khớp do bệnh gút. Vitamin C còn tăng cường chức năng lọc của thận nè, loại bỏ axit uric dư thừa ra khỏi cơ thể, góp phần ngăn ngừa bệnh gút bùng phát. Thứ sáu, bí đỏ. Thì bí đỏ cung cấp một cái lượng chất chống oxy hóa, chống viêm,
như là vitamin C, beta-carotene, lutein, cải thiện tình trạng viêm khớp ở những người bị bệnh gút. Bí đỏ còn chứa nhiều chất xơ nữa, nó sẽ hỗ trợ làm giảm cái nồng độ axit uric trong huyết thanh, góp phần kiểm soát được bệnh gút. Thực phẩm thứ 7 đó là bí xanh, hay mọi người còn gọi là bí đao. Thì nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, có đặc tính chống viêm, cải thiện viêm khớp do thừa axit uric trong máu. Thì bí xanh cũng có chứa hàm lượng cao vitamin C, hỗ trợ cái nồng độ axit uric trong huyết thanh bằng cách là nó sẽ tăng cường đào thải axit uric và urat các bạn ha. Một loại muối của axit uric trực tiếp bám quanh khớp đó để giảm đi những cái phản ứng viêm. Và thứ 8 đó chính là bông cải xanh. Bông cải xanh có chứa hàm lượng purin thấp, tương đối an toàn đối với những người bị bệnh gút. Thì 100g bông cải xanh có chứa khoảng là 90mg vitamin C. Thực phẩm này nó sẽ cung cấp những cái chất chống oxy hóa nè, chống viêm, tăng đào thải axit uric, giúp cho người bị bệnh gút cải thiện được cái triệu chứng viêm khớp. Thì thể theo yêu cầu của tất cả mọi người thì Trang vừa liệt kê xong 8 loại rau củ đó, nó hạn chế được cái tình trạng là làm tăng cái nồng độ axit uric trong cơ thể, và đây là những cái nhóm thực phẩm ít purin mà bạn có thể ưu tiên lựa chọn trong những cái trường hợp bị bệnh gút. Phần thứ 3, cần lưu ý những gì cho những người bị bệnh gút. Thì sau đây Trang có một vài những cái lưu ý thôi. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ khuyến cáo cho những người bị bệnh gút nên tái khám nè, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, thường xuyên theo dõi cái nồng độ axit uric, đường và các chỉ số như là mỡ trong máu, có nghĩa là sử dụng thuốc theo đúng phác đồ rồi tái khám định kỳ, tăng cường vận động đối với những cái bài tập vừa sức thôi, kiểm soát cân nặng một cách hợp lý, tránh thừa cân béo phì, rối loạn dung nạp đường huyết hay là hội chứng chuyển hóa khiến cho bệnh gút trở nên tăng nặng hơn. Người bị bệnh đó có thể bổ sung thêm những cái dưỡng chất tự nhiên như là collagen type 2 không biến tính nè, và collagen peptide thủy phân, hoặc là chondroitin sulfate thành phần chính cấu trúc nên cái nền ngoại bào, thì chúng ta có thể bổ sung thêm. Thì bên Trang có viên uống collagen thủy phân type 1 và 3 đó, Orinel Collagen, và cái viên dưỡng khớp tâm đức đó mọi người có thể tham khảo ha. Thì chúng sẽ hỗ trợ cải thiện giảm đau, kháng viêm và giảm sưng, tăng cường tái tạo sụn và xương ở sụn nè, hạn chế những cái nguy cơ thoái hóa do khớp hay là bệnh gút. Thì những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là những thực phẩm chức năng Trang vừa nêu đó, nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó chứ không phải là thuốc để điều trị bệnh gút. Cho nên là mọi người cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang có thể chia sẻ trong cái video này với cái chủ đề mà các bạn hỏi Trang ha. Thì Trang hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho tất cả mọi người trong việc tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những người gặp vấn đề về bệnh gút đó, sẽ có được một cái khái nhìn khái quát cho mình và có được cái câu trả lời trong cái chủ đề ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang ha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.